Này, tôm. Ủa cái tôm này là xào hả chị? Bún cá. Dạ. Nhưng mà cái tôm làm sao nó được vậy chị? Rim hả? Mình rim lên. Dạ. Rồi. Em mới bún 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 thịt, bún cá mà em lại muốn ăn bún thịt xào ở đây ngon lắm. Được kêu hai tô chứ thiệt. Đây có bún xào nè anh Tài. Bún cá Úc ơi. Dạ. Ủa còn bún gì nữa chú? Còn bún gì nữa? Còn cái bún mắm nè. Hồi trước xuống ăn còn thấy là bún xào với bún cá. Dạ này có cá bún xào. Dạ. Mắm chưa có chín. Anh ăn bún cá bún xào. Bún cá. Bún cá. Anh ăn bún cá bún xào. Bún xào. À, lấy em một tô bún cá, một tô bún xào. À, hai tô bún cá, một tô bún xào. Một tô bún bánh là gì? Thôi hai tô ít bún hết đi. Hai cá một xào mà bún cá ít bún phải không? Dạ đúng rồi. Hấp bụng vô hả? Này, tôm. Ủa cái tôm này là xào hả chị? Bún cá. Dạ. Nhưng mà cái tôm làm sao nó được vậy chị? Rim hả? Mình rim lên. Dạ. Rồi. Em mời bún thịt, bún cá mà em lại muốn ăn bún thịt xào ở đây ngon lắm. Em kêu hai tô chứ thiệt. Tô bằng 74. Đó kêu là 3 tô 90. Chị 90 115. Đó lấy cho đây. Em hai tô bún cá, hai tô bún xào nha. Trong một tô bún xào có một tô ít bún thôi. Để gọi là sao là để cho hai cái tô. Cá hai xào chứ nơi có một bún xào có một cá ít bún. Dạ đúng rồi. Em sang luôn cả hai tô rồi, bún xào đây ngon lắm anh. Ừ, ok. Đây không gian sân vườn, hồi trước bên này là cái vườn nè. Hôm nay các bạn là Phúc đang ngồi tại địa chỉ là Bún Cá Úc ơi. Ở đây các bạn là Phúc đang ở khu lớn biển, số 9 đường Bùi Văn Ba, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì Bún Cá Úc ơi các bạn là một cái chỗ mà hầu như lần nào Phúc xuống Phúc cũng đi. Mà rất là nhiều lần là Phúc cũng đến đây là Phúc. Ngày xưa các bạn cái quán này là Phúc được một cái anh đồng nghiệp cũ, anh dắt ấy, anh giới thiệu cái thời mà gọi là Phúc xuống đây lần đầu tiên các bạn. Thì cứ mỗi lần mà Phúc đi công tác xuống đây là Phúc đều ghé quán này Phúc ăn. Hôm nay Phúc sẽ giới thiệu cho các bạn nha, quán Bún Cá Úc ơi. Bây giờ mình order, hôm nay các bạn mình Phúc gọi ít lắm. Phúc gọi một tô bún cá với là một tô bún thịt xào. Ở đây các bạn thì bún thịt xào là 25.000 tô, còn bún cá là 30.000 tô. Ủa cái giá tính ra nó rẻ chứ ha. Ngon. Thì cái xe các bạn là nằm ngay sau lưng các bạn. Giờ là mình đang ngồi giữa quán rồi các bạn, cái quán này nó rộng lắm. Ngày xưa các bạn, cái thời mà Phúc ăn đầu tiên các bạn, cái quán này chỉ bằng phân nửa bây giờ thôi. Nhưng mà chắc họ bán ngon với lại là người ta ăn á, khách người ta tới nhiều á, cho nên là bây giờ họ mở rộng ra cũng đông lắm. Đây các bạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 mình nhân 4 là nhiêu ta? 48. Ở đây chứa được khoảng 50 khách. Cái khu này các bạn người ta gọi là khu lấn biển ha. Cái đường này là đường gì ta? Đường Đoàn. Dạ đây bún xào. Bữa nào ít bún chị? À. Đây ngay trước mặt Phúc đang là một tô bún xào. Nhưng mà thôi chắc đợi bún cá ăn trước đi. Bún cá là nó có nước nó là nở ra. Cái đường này các bạn gọi là đường Bùi Văn Ba. Thì cái đường Bùi Văn Ba này các bạn là nó sẽ song song với lại đường 3 tháng 2. Cái đường 3 tháng 2 là một cái trục đường mà nó rất là dài. Ở đây thì cũng khá là mát mẻ. Nói chung là buổi sáng các bạn, xung quanh đây cây cối rất là nhiều. Vậy là mình có nguyên một cái cây bự. Rồi, cái tô bún cá hai tô. Dạ. Dạ. Ở đây các bạn thì cũng có gọi thêm một cái đầu cá cho anh camera này các bạn. Tại do Phúc ăn hai phần nên đầu cá Phúc không ăn. Thì một cái đầu cá gọi thêm vậy các bạn là 40.000 phần. Rồi ở đây. Chuyển qua cho anh luôn nè. Rồi zoom lại cho mọi người coi tô bún cá vậy nè. Bên trong này các bạn là sẽ có tôm. Tôm này gọi là tôm rim với lại là cá lóc nè. Còn này là nguyên một cái đầu cá nhìn rất là ngon các bạn thấy không. Trong cái tô này là mình sẽ có rất là nhiều hành.
Rồi thích quá. Thì bây giờ các bạn là Phúc sẽ ăn trước. Một tô như vậy các bạn, ở đây mình có bún cá này các bạn, thì một tô bún cá như vậy có giá là 30.000. Nhưng mà do cái bún cá này bún nước các bạn nó nóng á, cho nên Phúc ăn trước, còn bún xào hoặc Phúc sẽ ăn sau. Trời, thực sự ra các bạn biết sao, món bún cá này các bạn là đặc sản Kiên Giang, nhưng mà hồi xưa á, Phúc xuống đây cũng ăn cái món bún thịt xào, Phúc thấy rất là ngon, cho nên là Phúc kêu luôn tô bún thịt xào. Ngon quá, cái nước ngọt lắm các bạn. Ở bên trong này để coi, mình có mấy con tôm nè. Tôm này các bạn, mà tôm này là không phải là con tôm thường mà họ rim lên á, cho nên là cái vị ăn ngon lắm. Anh cũng muốn thử. Anh Hòa cũng muốn thử tô bún cá không? Trời ơi. Ngon. Tôm rim ngon, giống như gọi là tôm lột vỏ, rồi mình thường gọi là gì? Thịt rim với tôm á. Rồi họ rim nè, nó hơi vàng vàng nha. Ngon quá. Cái nước nó ngọt ngon lắm. Ở thành phố Rạch Giá này các bạn, cũng ăn được khoảng 2 quán bún cá. Tuy nhiên cái quán này là cái quán mà cũng cảm thấy là nó ngon. Cái nước lèo nó thanh lắm. Bên trong này các bạn là mình sẽ có một cái miếng cá này các bạn. Đây là cá lóc. Đây có được mấy miếng nha? 2 miếng. Mình được 3 miếng cá lóc. Một cái điều ở đây các bạn là cá đây các bạn, hồi xưa Phúc ăn ở ngay đây lắm, không có thấy xương, họ lọc sạch xương kỹ lắm. Ngay cái khu ở đây các bạn là khu lớn biển, nhưng mà thường thường khu lớn biển mình cứ nghĩ là kiểu như là nó gần biển, cho nên là kiểu mà người ta lắp nó là ít cây lắm. Thực sự là cái khu này lớn biển là lâu lắm rồi các bạn, cái khu này là trồng nhiều cây lắm. Đây có cây xoài nè, bên cạnh đây thì mình thấy có một cái cây sao, thì cái tàn nó lớn lắm các bạn, cho nên là ở đây mình ngồi cũng khá là mát mẻ. Đó, thì đây là một cái món đặc sản mà Phúc cũng muốn giới thiệu với các bạn ha. Nếu trong trường hợp mà các bạn về đây, các bạn nhớ ghé quán bún cá Út ơi ăn nha. Một tô bún cá này chỉ có 30.000 thôi. Cá lóc ăn ngon quá. Bún cá đây là có, đây nè các bạn, còn cá lóc nè. Bên trong này thì cũng thấy họ có bỏ hành phi, hành lá, thơm. Cái này thì họ, mình sẽ ăn với lại giá thôi. Cái món này hình như đâu có rau đúng không ta? À, có một ít rau răm nữa. Cái nước lèo các bạn, ở đây là không phải nước lèo hầm xương như cái kiểu mà gọi là nước lèo của bánh canh hay là hủ tiếu Mỹ Tho. Tuy nhiên là cái nước lèo đây họ nêm cũng khá là ngọt, nhưng mà mình thấy là kiểu ngọt thanh thôi, chứ nó không có gọi là quá đậm để làm cho mình cảm thấy khó chịu. Một số nơi đó các bạn mà họ bán bún cá các bạn mà do không có hầm mà kiểu mà nêm nếm á, đôi lúc là một số nơi kiểu nó hơi lạc lạc, nhưng mà ở đây cũng thấy là cái vị nó ok lắm. Rồi giờ mình sẽ chuyển qua một cái tô bún xào. Đây là một cái món bún xào gọi là sao ta, món bún xào truyền thống ở miền Tây Nam Bộ các bạn. Miền Tây Nam Bộ mình đó các bạn, thì thường thường là thịt á, thường thường cái món bún thịt xào là thường thường thịt xào các bạn, là họ sẽ xào với sắn. Thì ở đây để coi là họ có xào với sắn nè các bạn. Ở đây các bạn thì cũng thấy cái món bún thịt xào này các bạn là họ xào với sả nè. Rồi bên trong này thì mình thấy có đậu phộng, hành tây, rồi giá, rau răm đó, bún. Cái cọng bún ở đây các bạn nó nhỏ vậy nè các bạn. Ngon lắm. Bên trong này thì mình có dưa leo với là một cái tô các bạn, rất là nhiều thịt nè, nhiều thịt không. Một tô như vậy có giá là 25.000. Bên trong này á là họ xào, cái lúc mà họ xào thịt đó các bạn, họ đã nêm nếm trong này rồi. Cái món này là mình sẽ ăn với lại nước mắm chua ngọt, thì nước mắm chua ngọt hình như là họ đã chế, họ chan trong này luôn các bạn. Ngon quá. Đây bán từ mấy giờ chị? À, chị nói các bạn có nghe không? Quán này các bạn là sẽ mở cửa từ khoảng 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
Thì nếu mà các bạn thích cái quán này các bạn, thì các bạn cứ đến số 9 đường Bùi Văn Ba, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để các bạn ăn nha. Đây là một cái địa điểm mà Phúc muốn giới thiệu với các bạn. Nếu mà các bạn có dịp về Rạch Giá thì các bạn cứ đến đây thưởng thức ha. Giá ở đây thì như Phúc chia sẻ lại là giá đây là một tô bún thịt xào như vậy các bạn là 25.000, còn bún cá đây là 30.000 một tô. Thời gian ở đây các bạn thì họ sẽ mở cửa từ khoảng 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nếu như các bạn thích cái video này thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này, thì Phúc sẽ cố gắng chia sẻ thật nhiều những cái địa chỉ ăn uống ngon tại khắp những vùng miền của Việt Nam cho các bạn nha. Xin chào.